Năm 1998, Tiger Cup lần thứ hai bất ngờ đến Việt Nam trong sự đón chào nồng nhiệt của hơn 80 triệu người dân. Có thể nói, những ngày cuối tháng 8 đầu tháng 9 năm đó, cơn lốc đam mê bóng đá đã lan tỏa trên khắp giải đất hình chữ S. Lần đầu tiên, bóng đá Việt Nam được tường thuật trực tiếp trên kênh Star Sport và thế giới biết đến Việt Nam như một đất nước hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt từ giải đấu đáng nhớ nhưng cũng đầy nuối tiếc này. Đây là sân vận động Hàng Đẫy, nơi diễn ra các trận đấu bảng B có đội tuyển Việt Nam, Lào, Malaysia và Singapore. Trận thắng đầu tiên của đội tuyển Việt Nam đã tạo nên sự lạc quan và sung sướng tột độ. Trước các cầu thủ Lào thi đấu khá quyết tâm, đội tuyển Việt Nam đã dẫn 2-1 ở hiệp 1 do công của Hồng Sơn và Văn Sĩ. Hiệp 2 là lúc tiền đạo Lê Huỳnh Đức lên tiếng, hai bàn thắng, một từ pha đánh đầu và một từ nỗ lực cá nhân đã ấn định chiến thắng 4-1 đầy cảm hứng cho đội bóng của huấn luyện viên Alfred Riedel người Áo dẫn dắt. Ở trận đấu tiếp theo, Việt Nam gặp Malaysia, trên sân vận động Hàng Đẫy có sức chứa hơn 2 vạn chỗ ngồi luôn chật kín. Tiền vệ Hồng Sơn bắt vô lê đẹp mắt ấn định trận thắng 1-0, Việt Nam lại vào bán kết. Vấn đề là làm thế nào để tránh đương kim vô địch Thái Lan. Trận đấu bảng phân định đội nhất bảng B giữa Việt Nam và Singapore diễn ra trong cơn mưa cuối hè nặng hạt. Đội tuyển Việt Nam có sức mạnh và ý chí quyết tâm cao độ, có sự ủng hộ nhiệt tình của cả một dân tộc sau lưng, đã không thể chọc thủng lưới Singapore thi đấu đầy quả cảm và thực dụng. Bóng đã một lần dừng lại trên vạch vôi đội khách vì nước mưa, gây ra sự tiếc nuối đến cùng cực của các cổ động viên đội nhà. Nhưng đội tuyển Singapore cũng hai lần khiến các cổ động viên nhà hú vía khi đưa bóng vào lưới thủ môn Tiến Anh trong tư thế việt vị. Trận hòa không đều này buộc Việt Nam xếp thứ hai bảng B, đồng thời báo hiệu một trận tái đấu đầy khó khăn trước đội bóng của vô thủy Barry Whitbread trong trận chung kết năm đó. Trong khi đó, các trận đấu bảng A tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh đánh dấu sự ổn định của Thái Lan và sự sa sút của đội tuyển Malaysia. Thái Lan đến Việt Nam lần này thiếu vắng nhiều trụ cột, trong đó có siêu tiền đạo Kia Thi Sắc, nhưng họ vẫn thi đấu đầy thuyết phục. Ấn tượng để lại ở bảng đấu này thật đáng buồn, lại là một trận đấu không ai muốn thắng giữa hai đội tuyển Thái Lan và Indonesia. Bởi nếu đội nào thắng, đồng nghĩa với việc họ sẽ phải bay ra Hà Nội gặp đội tuyển Việt Nam ở bán kết. Thế là trong sự tính toán đến tiêu cực, hậu vệ FND của Indonesia đã tự đá bóng vào lưới nhà, ấn định tỷ số thắng 3-2 cho Thái Lan. Đây là một vết nhơ trong lịch sử giải đấu bóng đá Đông Nam Á về tính fair play. Có lẽ do áp lực từ dư luận báo chí và người hâm mộ nên hai đội Thái Lan và Indonesia đã thất bại tại vòng bán kết Tiger Cup năm đó. Tại sân Thống Nhất, Singapore hạ Indonesia 1-0, nhưng hào hùng hơn cả là chiến thắng oanh liệt của đội tuyển Việt Nam trước đương kim vô địch Thái Lan ở sân Hàng Đẫy. Ngày 2 tháng 9 năm 1998 sẽ đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam với trận thắng oanh liệt của một thế hệ vàng bóng đá. Trước làn sóng người rào rạt trên khán đài sân Hàng Đẫy, Trương Việt Hoàng tung cú sút như trái phá mở tỷ số ở phút 17. Sang hiệp 2, Việt Nam thi đấu chặt chẽ với sự thăng hoa của ngôi sao Hồng Sơn. Chính anh nâng tỷ số lên 2-0 sau hai pha dứt điểm liên tiếp. Nhiều người còn chưa kịp tin Việt Nam lại có thể dẫn Thái Lan 2-0 vào thời điểm đó. Nhưng chưa hết, phút gần cuối trận đấu, tiền đạo Văn Sĩ Hùng ấn định tỷ số 3-0. Huấn luyện viên Riedel bật ra khỏi đường quýt, sân Hàng Đẫy bùng nổ cảm xúc. Cổ động viên Việt Nam trở nên rối loạn. Việt Nam đã giành chiến thắng lịch sử trong một đêm huy hoàng, khiến bao trái tim lạc nhịp, và lúc đó ai cũng nghĩ cúp vô địch sẽ thuộc về Việt Nam. Nhưng 3 ngày sau, trận chung kết Tiger Cup lần 2 đã ghi dấu trong lịch sử bóng đá nước nhà một thất bại đau đớn chưa từng có. Đội quân với các tên tuổi thủ môn Thế Anh, Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Công Minh đã bất lực trong việc ghi bàn, để rồi thất bại 0-1 từ cú ghi bàn bằng lưng của hậu vệ Sasi Kuma. Việt Nam nhường ngôi vô địch ngay trên sân Hàng Đẫy trong sự nghẹn ngào, tiếc nuối của hàng triệu người hâm mộ. Đó là một giấc mơ dang dở cho các cổ động viên bóng đá Việt Nam. Nhiều cổ động viên đã khóc, cờ trống ủ rũ, sơn màu nhòe nhòe trên má. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời nhiều người cảm nhận nỗi đau mà thất bại của bóng đá mang lại cay đắng như thế nào. Singapore đăng quang ngôi vô địch Tiger Cup lần 2 trước mắt các cổ động viên Việt Nam với những trái tim tan vỡ. Dẫu chưa bao giờ đoạt huy chương vàng trên đấu trường khu vực, nhưng những tên tuổi Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Công Minh vẫn được yêu mến như một thế hệ vàng, một thời là thần tượng của thế hệ trẻ em Việt Nam.